Chào mừng các bạn đã đến với channel của Người Việt ở Florida, USA. Xin chào quý vị và các bạn. Hồi nãy lúc mà đi ra pier của City Harbor chơi á, thì mình có hứa là khi trên đường về mình sẽ xách xe chạy một vòng thành phố City Harbor để quay phim cho quý vị và các bạn cùng xem cho biết thành phố này luôn hả? Nói là thành phố thì nghe tưởng nó lớn, nhưng thực ra đây chỉ là một cái vùng đất rất là nhỏ thôi. Rồi bây giờ quý vị và các bạn nhìn ở phía bên tay phải của mình ha. Đó là cái khu vực của City Harbor Resort and Spa. Ở chỗ này họ rất là nổi tiếng bởi vì ở bên dưới cái resort này á, có cái nguồn suối, cái nguồn nước khoáng mà nước rất là tốt. Để mình quẹo phải vô nha. Rồi mình sẽ chạy vòng qua đây cho quý vị và các bạn xem nè. Đó, thì theo như mình tìm hiểu á, từ năm mà 1520 đến khoảng năm 1530 á, thì lúc đó là các nhà thám hiểm của người Tây Ban Nha đã đổ bộ tới đây. Thì hồi đó cái khu vực này á, không có phải là tên như bây giờ, mà tên là Green Springs. Tại vì ở đây á, có cái nguồn, cái suối khoáng tự nhiên mà những cái người thổ dân sống ở đây á, họ thuộc cái bộ lạc Tocopaga. Họ sử dụng cái nguồn, cái suối đó đó để mà cho cái cuộc sống hàng ngày của họ. Và họ gọi đó là cái suối nguồn tươi trẻ của các vị thánh thần. Nước rất là trong lành và rất tốt cho sức khỏe nữa. Rồi cho nên tới cái thế kỷ thứ 20 thì nước từ cái nguồn suối này đã được khai thác và đóng chai bán ra cho người tiêu dùng, và cũng rất là được ưa chuộng tại vì cái hàm lượng khoáng của cái nguồn suối này tốt lắm. Và bây giờ á, cái khu vực suối khoáng đó nó nằm ở bên dưới của cái khu nghỉ dưỡng này nè quý vị và các bạn. Ở bên trong á của cái khu nghỉ dưỡng này có cái spa. Mình mua vé vô á thì mình sẽ được hưởng thụ cái nước khoáng ở đây. Cho nên á, mình mới nói là cái resort này á, nó nằm ở vị trí gọi là đắc địa luôn á. Họ kinh doanh đắt lắm quý vị và các bạn. Vào những cái lúc mà mùa hè á, hả, là mình phải book trước trên mạng khá lâu mới có vé đó nha. Nè ha, nãy giờ là mình đang để cho xe chạy ở bên trong của cái khu vực resort đó đó. Ra đường rồi mình quẹo trái nè. Thì bây giờ cái khu vực resort nó nằm ở phía bên tay trái của mình nè. Rộng lớn ghê ha. Nãy giờ mình nói đó, cái bên dưới nó là có cái springs, là một cái nguồn suối đó quý vị và các bạn. Đó. Nào. Đây. Quý vị và các bạn nhìn bên góc trái đó, cái đó là cái lối vào chính của cái khu resort and spa này đó. Đó, thấy không? Đi thẳng và quẹo trái, đó là cái pier. Bây giờ mình sẽ quẹo phải để đi vô cái khu vực bên trong downtown nha. Đây là khu vực downtown của City Harbor. Nhìn cũng đẹp hả quý vị và các bạn? Nhưng mà nó nhỏ xíu à, chứ không có lớn đâu. Rồi bây giờ á, để mình nói luôn về cái lịch sử của cái thành phố City Harbor này một chút nha. Cái này á, mình tìm hiểu trong mấy website thì mình được biết khu vực này có người ở từ cái thời đồ đá lẫn kìa, tức là nó lâu lâu lắm rồi luôn á. Tại vì mình có cái thông tin là vào năm 2008 thì các nhà khảo cổ họ có tìm thấy được rất nhiều cổ vật, là các vật dụng của cái người thổ dân thuộc cái bộ lạc Tocopaga sống ở đây á. Thì họ mới đem cái cổ vật đó về và họ mới xét nghiệm lại thì nó có tới 6.000 năm tuổi lận đó. Cho nên phải nói là cái vùng đất này là đã có từ lâu đời lắm rồi.
ở gần đây, tức là cái công viên Phillippi Park á, vẫn còn một số dấu vết của bộ lạc thổ dân Tocobaga ở đây. Bây giờ mình nói về cái tên ha, thì hình như nãy lúc đầu mình cũng có nói á, là thời xưa khoảng năm 1520, 1530 gì đó, thời mà người Tây Ban Nha đến, họ gọi nó là Green Springs, tại vì họ thấy là ở đây có những cái nguồn nước khoáng rất là tốt, cho nên họ đặt tên nó là Green Springs, tức là những cái dòng suối mà xanh xanh mướt á. Thì đó là cái tên hồi xưa thôi. Rồi còn bây giờ thì nó tên là City Harbor. City Harbor có nghĩa là hải cảng mà an toàn ha. Mình tạm dịch như vậy đi. Thì cái tên này á là tại vì nó bắt nguồn từ khoảng đầu thế kỷ 18, khi mà cái nạn mà cướp biển nó đi xâm chiếm khắp nơi ở trong cái khu vực của tiểu bang Florida nè. Thì khi tàu của cướp biển đến cái khu vực này, đến cái phần vịnh này á, cướp biển nó không có hoành hành cướp bóc ở đây nữa, mà gần như là cướp biển á, họ coi đây giống như là cái sân nhà của họ vậy đó. Cho nên người ta mới đặt cho cái thành phố này là Safety Harbor, là cái cảng an toàn, là từ cái sự tích đó ha. Tức là cái chỗ này không có bị cướp biển mà hoành hành hay tàn phá gì hết, chỉ là để họ tới, họ trú tàu, họ neo đậu, họ ăn chơi, rồi họ enjoy cái nước khoáng ở đây thôi. Cho nên người ta đặt tên đây là Safety Harbor. Nhưng mà cái đó là về truyền thuyết thôi, chứ thật ra mình thấy ở đây gọi là Safety Harbor cũng đúng. Nó nằm ở trong cái phía tây của cái vịnh Tampa Bay. Mà nếu mình nằm ở trong cái vịnh như vậy á, thì gần như là nó được an toàn. Nó ít khi nào mà bị bão lũ hay là cuồng phong càn quét qua lắm, tại vì cái vịnh ăn sâu vô trong này mà. Cho nên cái hải cảng ở đây rất là an toàn, có thể khi nào mà giông bão hay cái gì đó thì người ta cũng thường neo tàu và trốn bão ở đây, cho nên người ta mới gọi nó là cái hải cảng an toàn, Safety Harbor. Chứ còn giải thích mà đây là cái chỗ ấy của cướp biển thì mình thấy nó chỉ là giỡn thôi. Ôi mà cũng có thể cướp biển vô đây trốn bão, cho nên là họ cũng gọi ở đây là Safety Harbor. Rồi bây giờ thì nãy giờ xe của mình á cứ chạy vòng vòng cho quý vị và các bạn xem ha. Thực ra chạy chút xíu là hết rồi, tại cái khu vực mà downtown ở đây rất là nhỏ đó. Bây giờ á thì xe của mình vẫn chạy, quý vị và các bạn cứ coi đường xá cho biết nha. Sau khi mà mình giải thích về cái tên của thành phố Safety Harbor, nói sơ qua về một số lịch sử của thành phố này rồi á, thì mình muốn nói về vấn đề nhà cửa ở đây. Thì cũng như một số quý vị và các bạn cũng biết rồi đó, nghề nghiệp của mình là làm trong lĩnh vực nhà đất mà. Lúc trước á thì mình làm video, mình không nghĩ là quý vị và các bạn có cái ý thích là xem về nhà cửa ở Florida, cho nên nhiều khi á mình làm video mình không có đưa ra. Rồi sau này tình cờ mình đưa một số video về nhà cửa lên á, thì mình thấy quý vị và các bạn rất là quan tâm và cũng rất là muốn tìm hiểu. Mình nghĩ ô rất là dễ, nếu mà muốn chia sẻ về vấn đề nhà cửa ở Florida, thậm chí là ở một số tiểu bang khác, mà khi mà mình đi qua chơi á thì mình vẫn có thể share được những thông tin về nhà cửa. Như vậy hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn biết luôn về tình hình nhà cửa ở Safety Harbor luôn ha. Cái này thì để mình phải mở cái bản đồ về nhà đất lên cho quý vị và các bạn xem. Rồi chờ mình tí xíu nha. Rồi nè ha, đây mình đang mở cái bản đồ về nhà đất của cái vùng Safety Harbor nè. Đây là cái ranh của thành phố Safety Harbor. Để mình cho nhỏ nhỏ cho quý vị và các bạn xem ha. Đó, thành phố Safety Harbor nó nhỏ xíu như vậy thôi, chứ nó cũng không có bự đâu. Bên phía bên này là đi qua Osmar, đi qua bên này là cái khu vực Tampa, nó nằm ở bên này.
Caesar's Small nằm ở đây, còn Wesley Chapel lại đi tuốt lên trên nữa, tuốt lên trên, tuốt ở trên luôn. Thì cái khu vực Clearwater ở đây, phi trường nằm ở đây nè quý vị và các bạn. Đó, thì Sea Harbor phải nói vị trí rất là đẹp, nằm ở cái khu vực này. Còn đây là vịnh Old Tampa Bay, nguyên cái này là vịnh Tampa Bay. Cho nên nói sao mà bão bão lũ rồi nó ít khi nào đánh vô cái khu vực này lắm, tại vì nó nằm ở tuốt ở trong này mà. Rồi ha, thì để mình mở lớn lớn một tí xíu nè. Đó, bây giờ coi về nhà cửa nha. Quay để kéo nó xích qua chút xíu đã. Bây giờ bắt đầu từ cái khu vực trung tâm ha. Lớn tí xíu đi cho quý vị và các bạn xem. Đó, thì đây là cái khu vực trung tâm nè. Để coi cái Philip Point là cái đây cái chỗ cầu tàu mà câu cá, cái pier là nó nằm ở ngay cái chỗ này nè quý vị và các bạn. Đó, từ từ để mình kéo lên. Ngày hôm qua thì mình đi từ cái đường Bay Shore này nè, mình đi thẳng lên đây nè. Đó là cái con đường mà mình chạy cho quý vị và các bạn coi đó, thì phía bên tay phải là cái vịnh Tampa Bay, còn ở phía bên tay trái là nhà người ta ở. Thì bây giờ mình sẽ cho quý vị và các bạn xem những nhà mà bán thôi nha, còn những nhà không bán thì mình không có đưa lên đây, tại vì đưa lên nó chật lắm, không có thấy rõ đâu. Ok, đây cái chỗ này là cái chỗ mà pia câu cá ha, cái đây là cái công viên và cái vùng này là cái marina mà chỗ tàu đậu đó. Quý vị và các bạn nhớ không? Còn cái khu vực này là cái khu vực mà cái nước suối khoáng, City Harbor Resort and Spa here, ở đây. Rồi, thì ở đây họ đang rao bán 3 căn nhà, thì một căn nhà là 1,1 triệu. Click vô cho coi nha. Đó, cái căn nhà này là 1,1 triệu ở City Harbor, thì gồm có 4 phòng ngủ và 4 phòng tắm rưỡi. Đó, đó đây là cái mặt tiền của căn nhà. Cái này là ban ngày nè, cái đó là ban đêm. Đó, đây là cái mặt tiền ha. Đó, cái nhà này chụp từ ở trên chụp xuống thì cái nhà này có giá trị là 1,1 triệu, giá bán là 1,1 triệu chứ không phải giá trị. Rồi bây giờ để mình cho quý vị và các bạn xem thêm một căn nhà nữa. Đây, căn nhà này bán 769.000. Đây là cái mặt tiền nè, 3 phòng ngủ 2 phòng tắm. Ở đây thì tại vì vắng tắt cho nên mình không có nói về chi tiết. Vị nào mà quan tâm á, muốn mua á, thì email cho mình đi, mình cung cấp chi tiết cho. Rồi bây giờ ở trên này còn thêm một căn nhà bán. Đây, từ từ để kéo nó lên chút đã. Oh no, cái này á, là thuộc cái dạng apartment rồi. Đây, ở đây người ta bán một căn hộ thôi đó, 2 phòng ngủ 2 phòng tắm mà 843.000 đô la Mỹ. Đây là một cái apartment. Thôi cái này thì mình không ấy rồi. Bây giờ vô sâu hơn một tí nữa nha. Cái này á, là những căn nhà mà nhìn ra biển. Tức là phải băng qua con đường nha, con đường hôm qua mà mình chạy đó. Rồi, bây giờ ở trong này nè có một căn nhà sâu hơn một tí xíu. Thì cũng bán 799.000 cũng như 800.000. Đây. Đó, 3 phòng ngủ và 3 phòng tắm. Đó, đó là khuôn viên của căn nhà này. Mình nói mà nhà mà ở những cái khu vực mà gần biển mà an toàn như thế này thì giá nó rất là cao. Nhưng mà nếu quý vị và các bạn mà đi xa xa ra, thí dụ như ở trong này đi, thì ở trong này vẫn có những căn nhà như 300 ngàn nè. Đây, để mình kéo vô chút xíu. Nè, thí dụ như cái nhà này là 300 ngàn nè. Đó, rất là đơn giản. Nhưng mà cũng nhiều phòng ghê nha. Đó. Thì cái dạng nhà này chắc là những cái người mà đầu tư mà invest đó, họ có thể mua rồi họ cho thuê phòng, tại vì cái khu vực này là cái khu vực nghỉ dưỡng mà. Đó, nhà này họ đang sửa. Đó, thì 300 ngàn. Ngoài ra thì ở đây nhà bạc triệu cũng nhiều lắm á. Đây, nhà này 1,3 triệu. Rồi, nhà này 1,2 triệu. Đó, nhà 1,2 triệu mà nhìn cũng xấu ghê ha. Quý vị và các bạn thấy không? Đây, để mình coi. Đó, này bên trong là không, mình thích coi cái mặt tiền thôi. Còn cái này có 169 ngàn. Ồ, nhà rất là nhỏ.
chỉ có 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm thôi, 169.000. Nhưng mà cái khu vực bên này á, thì không có tốt bằng bên kia. Đó, thì nó nằm sâu vô bên trong rồi. Ok, còn ở đây 160 là cái gì đây? Hồ đất. Đây, còn một số căn nhà mà quý vị và các bạn thấy không? Nếu mà những căn nhà mà nó nằm dài dài ở ngoài biển á, đây nè, thì nó rất là mắc. Thậm chí ở đây có cái 1 triệu 2 là cái gì đó. Đây, cái này 1 triệu 2 nè, để cho quý vị và các bạn xem hình chút nha. Đó, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. 1 triệu 2 luôn á. Nhưng mà mấy cái nhà này mua bảo hiểm mắc lắm nha, nói trước. Với lại thuế á, thì họ đánh trên cái value của cái nhà. Mà nhà ở đây á, thì thuế sẽ cao đó. Ở đây thì không có thu tiền CDD nha. Và hình như là cũng không có tiền SOE luôn. Nhưng mà giá nhà thì rất là cao, bởi vì nó gần biển. Còn cái nhà này 570 nè quý vị và các bạn. Đó. Đó, thì sẵn đây mình click cho quý vị và các bạn xem luôn. Cái ở chỗ này là cái lô đất chứ không phải là nhà. 349 này là đất. Oh no, để let's see. Oh, đúng rồi, for sale. Có 0.14 acres. Mà mắc quá vậy ta. Ok, rồi. Đây là đất. 0.27 acres là 180.000. Đây là đất 180.000 nằm ở cái khu vực này. Rồi. Mình sẽ list cho quý vị và các bạn xem thêm một số căn nhà luôn nha. Đây, sẵn dịp sẵn đây á mà, thì mình sẽ cho coi luôn. Đây, lên đây cái nhà này tới 9 triệu mốt nè quý vị và các bạn. Ha, nằm ở gần biển ha. 9 triệu mốt nè. Wow. Quá trời bự luôn. Đó. Giống như một cái lâu đài luôn ha. Mỗi một phòng ngủ đều có một cái phòng tắm và có thêm một cái hub bathroom để rửa tay, rửa mặt. Nè, có luôn cái cầu tàu mà đi ra ngoài luôn. Thấy không? Cho nên cái nhà này bự lắm. Đó, cái này là cái vịnh Tampa Bay nè. Khu này là Safety Harbor. Thì cái nhà nó nằm ở đây nè quý vị và các bạn. Nhà đã mắc lắm. Bây giờ coi nhà đã rẻ thôi nha. Để coi zoom nhỏ nhỏ lại đi. Bự quá. Đây người ta bán nhà cũng không có nhiều. Mà ở khu vực này á, nhà bán là 1 triệu 3 nè, 9 triệu 1 nè, 400 mấy, 300 mấy thì nhà nhỏ lắm. 300 mấy đây là cái hình như là nãy mình mới coi đó. Ồ đây, nhà này là 340.000. Đó, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Đó, cái mặt tiền ở bên trong. Nhà này mua về chưa có liền được đâu. Nhà này là 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, xây năm 1985. Và cái square feet cho cái nhà này là 2.600. Họ bán 339.990 đồng. Ok, bây giờ coi cái nhà nào rẻ rẻ ăn chút đi. Mấy nhà này mắc quá. Đó, quý vị và các bạn thấy không? Hình như không có rẻ. Nhà khu vực này mắc lắm. Nhưng mà nếu mà đi lên trên cái khu Osmar thì nó rẻ đó. Cái này 180 hồi nãy là đất á. Còn cái này là vô trong trong sâu rồi thì nhà cũng 500 mấy không à. Đó, nhà này là 558.000. Nhưng mà khu vực này á, thì nói là khu du lịch á, nhưng mà thực ra cái vấn đề an ninh trật tự nó tốt lắm nha quý vị và các bạn. Nó không có bị lộn xộn. Để coi. Cái nhà này là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 558.000. Đó. Nhiều hình quá vậy. Click lại lên để coi. Đó, ôi cái nhà này có hồ bơi luôn. Đó, đây là cái sân đằng sau nè. Wow, đất khá rộng. Nhà này xây năm 1986. 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Và diện tích là 3.114 square feet. Họ bán là 558.000 đô la Mỹ. Thì đã sơ lược về tình hình nhà cửa ở đây.
Chào quý vị và các bạn có cái nhìn sơ sơ vậy ha. Rồi, thôi, bây giờ quay qua coi đường nha. Yes. Quý vị và các bạn, biết anh chàng đó thấy mình vừa lái xe mà vừa quay phim á, đang cầm cái máy quay nè. Mắc cười chứ sao. Người dân ở đây họ cũng thân thiện lắm quý vị và các bạn. Nhiều khi á, họ thấy mình quay phim với họ giơ tay, họ say hi với mình. Nhưng mà đương nhiên cũng có nhiều người họ không có thích. Thì mình nhìn qua mình thấy người ta không thích thì mình nên tránh. Tại vì mình không có cái quyền mà quay phim cá nhân của người ta ha. Đó, thì quý vị và các bạn thấy á, mình phải cầm cái máy ở phía bên đây á, là tại vì bên đây có nhà. Mấy cái căn nhà mà hồi nãy mà mình cho coi ở trên cái bản đồ á, thì đó, đây là những cái căn nhà mà nằm có cái mặt tiền hướng ra biển. Và cái đường mà mình đang chạy này nè, để một hồi đi rồi cái mình xoay cái camera lên phía trước á, thì quý vị và các bạn sẽ thấy cái đường mình đang chạy á, là mình đang share với lại những cái người đi bộ tập thể dục, với lại những cái người mà đi xe đạp á. Cho nên mình đi tốc độ rất là chậm. Đó, quý vị và các bạn thấy không? Nhà ở trên cái dốc cao ha, nhà rất là đẹp. Đương nhiên là có những cái nhà thì nó cũng hơi cũ rồi, nhưng mà cái giá của những ngôi nhà ở đây á, ở cái con đường này rất là mắc tiền nha. Hồi nãy khi mà mình chạy ở trong downtown á, thì nhà nhỏ thôi ha. Còn ngoài này á, một căn nhà, cái lô đất, quý vị và các bạn thấy không, khá là rộng ha. Đó, mình đi từ từ thôi cho quý vị và các bạn xem nha. Mình đang mở cửa để mà hít gió biển luôn. Cũng như giống những lần trước á, thì trong mỗi video mà mình giới thiệu về một cái thành phố nào đó ở trên tiểu bang Florida, thì mình luôn đưa ra những cái số liệu về dân số cũng như là tình hình tội phạm ở đó. Bây giờ sau khi mà nói về nhà cửa rồi thì mình muốn cho quý vị và các bạn xem tình hình tội phạm ở đây, cái mức độ an ninh của nó cao hay thấp ha. Rồi để mình mở cái bản thống kê này lên cho quý vị và các bạn xem nè. Đây, mình đưa cho quý vị và các bạn xem cái bản thống kê về cái tình hình tội phạm ở thành phố Safety Harbor. Thì nãy mình có nói cái thành phố này thì nó nổi tiếng là bình yên, cho nên cái tỷ lệ tội phạm của thành phố Safety Harbor này nó không có cao nếu so với cái tình hình mà tỷ lệ tội phạm trung bình của toàn nước Mỹ. Ví dụ như ở Safety Harbor là cái màu tím này nè quý vị và các bạn đó, còn cái màu xám xám này nè là cái đó là cái tỷ lệ trung bình ở trên toàn nước Mỹ. Thì đó, thì quý vị và các bạn thấy không, thì nó luôn luôn thấp ha. Cái bản thống kê này là người ta thống kê từ năm 2002 cho tới 2018. Thì cái tình hình tội phạm năm 2018 nó cũng giảm rất là thấp. Cái năm 2009 thì là cao nhất, nhưng mà nó vẫn không cao bằng cái tỷ lệ trung bình ở trên toàn nước Mỹ. Cái này đúng như cái tên gọi của nó, đó là Safety Harbor. thì mình có thể coi đây là Safety Land luôn ha. Ok, rồi bây giờ thì để tắt cái này đi. Rồi, vấn đề về tội phạm thì mới coi xong rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ đưa tiếp về cái dân số ở đây. Coi cái sắc dân nào chiếm tỷ lệ cao ở trong cái vùng này. Và đương nhiên là mình cũng quan tâm tới cái chuyện người Việt của mình ở đây nhiều hay ít nữa, dân châu Á ở đây đông hay là không đông. Ok rồi nè, để mình đưa cái này cho quý vị và các bạn xem nha. Ở cái bảng này thì mình sẽ thấy được cái tỷ lệ của các sắc dân ở trong cái vùng Safety Harbor này. Thì người ta thống kê là từ năm 2017, tức là cách này cũng 3 năm rồi. Thì đương nhiên bây giờ thì sẽ có thay đổi nhưng chắc cũng không nhiều đâu. Quý vị và các bạn thấy cái màu này nè, cái màu tím này nè, thì rất là nhiều. Thì đây là cái số người da trắng. Họ chiếm tới 80.8% luôn, 14.410 người.
Tại vì số dân ở đây ít mà. À, nhưng mà đại đa số ở đây là người dân da trắng. Rồi người này là cái người mà nói tiếng Tây Ban Nha, quý vị và các bạn. Thì họ chiếm có 6.6% thôi. Người da đen ở đây cũng rất là ít. Họ chỉ có mấy trăm người, 994 người. À, còn cái người mà châu Á của mình nè, đây, cái phần này là mình quan tâm nè, là cái người châu Á của mình á, thì chiếm có 2.9% thôi, tức là khoảng 500 mười mấy người á, 518 người. Như vậy thì ở cái khu vực Safety Harbor này, đại đa số là người Mỹ da trắng. Trời ha, đó, thì đây là cái chung để không rồi quý vị và các bạn thắc mắc là không biết là dân cư ở cái vùng này thì họ thuộc về cái sắc dân nào. Thì đây là người Mỹ trắng ở rất là đông. Họ chiếm tới 80.8% luôn đó. Nè, nhìn cái biểu đồ này thì quý vị và các bạn sẽ thấy nè ha. Rồi, thôi quay lại đường nghe. Rồi, thì đó là những cái thông tin sơ lược về nhà cửa ở thành phố Safety Harbor. Từ đây về sau á, nếu mà những cái video mà giới thiệu về những cái vùng đất thì mình sẽ nói thêm về vấn đề nhà cửa đó kỹ hơn một tí xíu cho quý vị và các bạn nắm luôn ha. Nói kỹ thì cũng không phải là quá chi tiết được đâu, tại vì làm sao mình nói được hết được. Cho nên nếu mà vị nào mà thật sự mà muốn quan tâm tới nhà cửa ở một cái vùng đất nào đó thì cứ việc email cho mình ha. Địa chỉ email của mình nè đó. Và khi email á, thì quý vị và các bạn nhớ email cho mình cả cái số điện thoại liên lạc luôn nha. Thì có gì mình sẽ gọi điện thoại lại và sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn về mà chỉ về vấn đề nhà cửa thôi nha, hay là những cái vấn đề nào mà mình biết thôi, chứ còn những cái mà ngoài cái hiểu biết của mình như về bảo hiểm y tế hay là này nọ thì thật sự mình không có rành, cho nên mình không có biết trả lời về những cái vấn đề khác đâu nha. Hiện giờ thì xe của mình vẫn còn đang chạy trong cái khu vực của Safety Harbor nhưng mà đã gần đi ra tới ngoài giáp ranh với lại khu vực Osma rồi. Hôm nay thì kể như là mình đã giới thiệu xong cho quý vị và các bạn biết về một cái thành phố rất là bình yên, rất là dễ thương, tên là Safety Harbor. Rồi, rồi. Bye bye. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này của mình nha. Ráng gìn giữ sức khỏe nha quý vị và các bạn. Cầu cho cơn dịch kỳ này nó sớm qua mau đi, để còn phải đi làm, rồi còn được đi chơi nữa. Ok. Rồi thôi, hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.